Cửa Đỏ Sơn Hải, Cửa Đỏ Sơn Hải đang xuất hai hàng để đón bà con Cửa Đỏ ở Diễn Mỹ và An Hòa ở trên cầu cầu Sơn Thọ. Cách đây mấy tháng thì những tên ngáo dân đã lợi dụng ban đêm mà vẽ cờ Tổ quốc ở trên cầu Sơn Thọ, và tôi rất là vinh dự được đi giữa hai hàng Cửa Đỏ ở Sơn Hải để chuẩn bị đón đoàn. Trước mặt chúng ta là đoàn Cửa Đỏ ở Diễn Mỹ và An Hòa. Chuẩn bị tiến vào khu vực giao lưu. Đến từ đội Cờ Đỏ xã Sơn Hải cũng như các đội Cờ Đỏ đoàn Cờ Đỏ ở Diễn Mỹ và cách đây mấy tháng thì những tên ngáo dân đã lợi dụng ban đêm mà vẽ cờ Tổ quốc ở trên cầu. Cờ Đỏ Diễn Mỹ ạ. Vâng, chào chị. Tôi là phóng viên ở Việt Vi Dân ạ. Lần đầu tiên về Quỳnh Lưu và chứng kiến một quang cảnh ạ. Vâng, vâng, Bảo Trâm ở Việt Vi Dân xin kính chào tất cả bà con anh em Cờ Đỏ. Vâng, xin hỏi bác. Vâng, đây là Cờ Đỏ Diễn Mỹ ạ. Vâng, xin chào anh Canh chứ. Cô bác cùng toàn thể những quý vị quan khách có mặt trong buổi chiều này.